đắp sinh tài, bề đặt về nỗi đau, sự hy sinh, mất mát của dân tộc. Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại mới có được sự độc lập, tự do và cơ đồ như ngày hôm nay. Nhưng dân ta đã phải anh dũng đấu tranh, chấp nhận mọi hy sinh mất mát, đau thương mới có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần phải tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận lịch sử, cần gìn giữ hòa bình, chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã lùi xa, dấu mốc ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay đã hơn 47 năm. Vậy nhưng những kẻ chống cộng cực đoan ở hải ngoại và một số đối tượng từng được hưởng lợi dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa hoặc một số đối tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa ở trong nước vẫn không thôi xuyên tạc về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Luận điệu họ đưa ra là do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà dẫn đến cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, nồi da sáu thịt hoặc miền Bắc xâm lược miền Nam. Thực chất, đây chỉ là giọng điệu của những kẻ mong muốn được làm tay sai cho ngoại bang để có lợi lộc và ước mơ hão huyền về danh phận nếu âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch thành công. Họ hết lời ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng hòa, họ bị đồng đô la che mắt nên sẵn sàng chấp nhận thân phận con rối, chú hề. Đó là những luận điệu dối trá, khơi gợi hận thù, kích động mâu thuẫn nhằm gây mất ổn định, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất của dân tộc. Về bản chất của chế độ Việt Nam Cộng hòa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng thừa nhận: Mỹ còn viện trợ thì chúng tôi còn chống cộng. Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ chúng tôi sẽ rời khỏi dinh độc lập. Những kẻ bị đồng tiền làm tha hóa, biến chất, sẵn sàng làm tay sai cho các thế lực thù địch để họ thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình ở Việt Nam phải biết rằng đằng sau đồng đô la nhờ bẩn kia mà họ thụ hưởng ấy chính là máu và nước mắt của đồng bào ta. Họ phải biết rằng hành động rước voi về giày mã tổ, cọng rắn cắn nhà từ xưa trong lịch sử luôn luôn bị lên án. Thời kỳ năm 1954 đến năm 1975, họ đã tiếp tay cho Mỹ đưa sang Việt Nam hàng triệu lượt quân nhân, có thời điểm cao nhất, hơn nửa triệu quân Mỹ cùng có mặt, cùng lính đánh thuê ở nhiều nước khác. Đã rải gần 8 triệu tấn bom đạn, gần 80 triệu lít chất độc hóa học cùng nhiều loại vũ khí tối tân khác. Bom đạn, vũ khí của Mỹ đã gây nên những hậu quả hết sức thảm khốc cho dân tộc ta. Theo thống kê, có khoảng hơn 4 triệu dân thường ở cả hai miền Nam và miền Bắc bị chết và bị thương tận suốt đời. Có khoảng 850.000 quân nhân hy sinh, 600.000 quân nhân bị thương hoặc bị bệnh. Có hơn 200.000 hài cốt liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy, khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang. Có trên 312.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Trong đó, tỉnh Quảng Nam có hơn 65.000 liệt sĩ, là tỉnh có số liệt sĩ nhiều nhất cả nước. Trong đó, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam có hơn 19.800 liệt sĩ, là huyện có số liệt sĩ nhiều nhất cả nước. Nước ta hiện có gần 140 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó Quảng Nam có hơn 15.000 mẹ, là tỉnh có nhiều mẹ Việt Nam anh hùng nhất cả nước. Ngoài ra, còn có rất nhiều hậu quả của chiến tranh vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, tiêu biểu như những di chứng của thương tật, của chất độc màu da cam, bong mình sót lại. Đó là những sự mất mát, hy sinh, là sương máu, là nỗi đau mà dân tộc ta phải trải qua mới có được thắng lợi, thống nhất, hòa bình và độc lập như ngày hôm nay. Những mất mát, hy sinh, nỗi đau to lớn còn hiện hữu, mỗi người chúng ta đều có thể nhận thức rõ. Vì vậy, tháng 7 hàng năm, chúng ta tổ chức các hoạt động nhân ngày thương binh liệt sĩ. Ngày 22 tháng 7 là khoảng thời gian cao điểm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của những thương binh liệt sĩ trong cuộc chiến giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc. Đó là những nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhằm đền ơn đáp nghĩa, nhằm xoa dịu một phần nỗi đau không gì bù đắp được của những gia đình liệt sĩ, thương binh, những người có công với cách mạng. Không được phép đem những mất mát, hy sinh, nỗi đau to lớn đó của nhân dân, của dân tộc ra để mà xuyên tạc và bịa đặt. Những kẻ sống như thân tầm gửi, thiếu gốc rễ, như con rối bị giật dây, phải bám vào các thế lực thù địch ở nước ngoài để tìm nguồn sống cho bản thân, liệu có sớm tỉnh ngộ. Họ đã mù quáng mà vô tình xúc phạm biết bao anh linh của các thế hệ tiền nhân, làm tổn hại tinh thần đoàn kết và tương lai của đất nước. Họ không biết rằng, ngay cả người Mỹ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới đã có nhiều hành động ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ, cứu nước. Điều đó được thể hiện trong thời gian Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Đã có 50 quốc gia có phong trào ủng hộ Việt Nam, hơn 200 tổ chức, ủy ban, phong trào đoàn kết ủng hộ Việt Nam, hơn 160 triệu người ở nhiều nước ghi tên tình nguyện sang Việt Nam đánh Mỹ, 83 cơ quan đại diện của Mỹ ở các nước bị nhân dân sở tại đập phá. Ngay trong nội bộ nước Mỹ, cũng có hơn 200 tổ chức chống chiến tranh Việt Nam trên khắp các bang, thậm chí có những công dân Mỹ tự thiêu để phản đối cuộc chiến. Đó là những bằng chứng hùng hồn cho thấy tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Ngược lại, cho thấy tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến hành ở Việt Nam. Vì vậy, người Việt Nam chúng ta, nhất là lớp trẻ hãy cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của những kẻ phản quốc, những kẻ bán rẻ lương tâm, xem thường đạo lý dân tộc. Chúng ta, những con người Việt Nam chân chính, một mặt cần nhận thức đúng đắn về bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặt khác, quan trọng hơn, cần phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi người trong việc tri ân, đền đáp công lao đối với các thế hệ tiền nhân đã cống hiến, đã hy sinh để giữ gìn sự thống nhất, sự độc lập và tự do cho Tổ quốc. Đặc biệt, cùng nhau nỗ lực phấn đấu để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.